mới nói em hờn khách đại ca lắm phải không em? Dung đại ca, Quy Minh, đại ca đã chọn cho mình một con đường. Đại ca, con đường gì? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm. Cho nàng yên tâm mà cắt bước theo chồng không oan hờn. Đại ca, vì đã tạo ra lớp cảnh đoạn trường, không anh không thể nào bỏ rơi em trên đoạn đường lắm gian trường. Em chỉ có một mình thì buồn biết bao nhiêu. Ngày tháng qua đi rồi sẽ được quên dần, rồi sẽ không còn gì nhắc nhở nữa đâu. Khi cát bụi đã chôn vùi, một cuộc đời đã ngủ yên. Lời của đại ca sao nghe buồn nhiều giờ khiến em nghe như đứt đoạn. Mình không được yêu nhau thì xin hẹn kiếp sau sẽ nên duyên chồng vợ. Nếu kiếp này mình không thành duyên nợ thì xin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi mang niềm mơ sau cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đường bên kia thế giới để chờ ngày gặp gỡ với người yêu. Kẻ chết cô đơn vẫn thường hay mộng mị, tự an ủi mình trong giấc ngủ tiên tương. Cả ta rồi đây sẽ phải chất mộng mình giữa sa mạc khô khan hay đồng quang cỏ cháy. Quy Minh ơi, điều đó có thể xảy ra cho đại ca, và tất cả đã do đôi trời định. Không mổ giống đại ca, dù cho chúng ta có phải xa nhau, mỗi đứa một nơi, mỗi người một nhà, nhưng em vẫn cầu mong cùng hướng đế phù hộ cho anh trên vàng lối sông hồ. Do anh được bình yên trong cuộc sống sau này, rồi đời em có như thế nào cũng mặc, miễn sao anh còn sống mãi với thời gian. Nếu như mai một này mặt đất vắng, dù cho em có ở một phương trời nào thì em cũng khổ. Nhớ thương anh em sẽ khóc từng đêm một, vì tội của mình đã trót.
Đại ca, trời ơi, tại sao đại ca không cầu xin một điều gì khác? Tại sao đại ca không hiểu gì đến nỗi khổ của Quế Minh? Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết. Quế Minh đừng buồn khi chưa hiểu được ta. Đã bao năm chung sống tuổi dài khờ, đối với Quế Minh ta chắc chịu từng kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm xưa đại ca đã đốt rồi trong ảo tường, thì em chỉ còn lại đây một mơ trói. Ngắm ngồi thương nhớ chuyện ngày qua, thở chúng mình còn thời gian đã giết mòn tuổi ngọc, định mệnh tạo ra bao cay đắng cuộc đời, tùy theo từng sâu kiếp con người. Để đến giờ này em khóc hận lẻ loi như chim bay một mình giữa trời tối, lời của em sao nghe buồn diễn dời, y như trách thờ đại ca. Không, đại ca ơi, em nào dám hờn trách đại ca, chỉ vì em là một chiếc bóng cô đơn tôi thôi giữa đêm trường gia. Về xấu xí thì làm sao sánh được với người ta má đỏ môi hồng. Cho nên em vui mắt làm thinh mà khóc không chuyện không thành. Đêm từng đêm nằm gối đầu trên niềm cô giấc ngủ dập dờn. Quế Minh đừng nói nữa, khiến cho đại ca chỉ tim buồn. Chỉ có một mình em buồn thôi, chứ đại ca làm sao buồn được. Khi đại ca cầu xin với đại hạng ban cho đại ca một giai nhân tuyệt sắc. Quế Minh ơi, làm sao em hiểu được lòng anh, khi anh cầu xin người ban cho một giai nhân tuyệt sắc. Anh đâu thể đóng vai trò hèn mạt đối với người tình đã trót nặng lòng miêu. Đó chẳng qua là anh muốn hy sinh để trả nàng về với người chồng chưa cưới. Mai mốt đây người ta sẽ cử hành hôn lễ, thì anh còn chi đâu mà mơ ước đua đòi. Tình xưa khép lại từ đây, người về đất tông buồn này sao dơi. Chuông mây hùng hùng bóng người, chợt nghe tiếng hạt lưng trời kêu thương.